Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hỏi đáp của Tiếp Ca và hôm nay là video số 76. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin được giải đáp những câu hỏi sau đây. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị Nguyễn Điền. Xe em Accent 2013 đã đi 17 vạn km, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ rồi đi, máy bị yếu, nhả côn mà không đạp ga là chết máy. Em có thay buji, vệ sinh lọc gió các thứ mà vẫn không được. Vậy xe em bị làm sao và hướng xử lý thế nào? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Với biểu hiện mà quý vị mô tả, xe của quý vị đang gặp sự cố về vấn đề cung cấp nhiên liệu khi xe có tải. Quý vị hãy kiểm tra và vệ sinh bộ bơm xăng và lọc xăng, khả năng cao sẽ phải thay thế hệ thống này. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Thành Quang. Xe mình Mercedes-Benz GL550 nhập Mỹ. Theo sách hướng dẫn thì dung tích bình xăng là 100 lít. Khi đèn báo đổ xăng sáng thì trong xe còn là 13 lít. Tuy nhiên, mình đi thêm khoảng 10 km nữa thì tới cây xăng đổ xấp xỉ 97 lít mới đầy. Có lần nằm gara sửa xe, nổ máy tại chỗ hơi quá. Khi kim xăng chỉ giữa vạch đèn vàng báo đổ xăng thì đổ 103 lít mới đầy. Như vậy dung tích thực tế của bình xăng phải vào khoảng 110 lít. Vậy là do bình xăng lớn hơn sách hướng dẫn sử dụng hay do các cây xăng gian lận? Mong Tiếp Ca giải đáp. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Thông thường, dung tích bình nhiên liệu mà hãng công bố sẽ không chính xác so với thực tế khi đổ thật đầy. Lý do là với người sử dụng xe, khi đổ thật đầy để đo thường là đổ đầy lên tận nắp bình nhiên liệu. Tuy nhiên, quý vị có thể kiểm tra lại bằng cách sử dụng các thiết bị đo lường đạt tiêu chuẩn, đo nhiên liệu trước khi đổ vào bình. Bởi vì việc cây xăng gian lận diễn ra khá phổ biến ở Việt Nam. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Thông. Xe mình Kia Sonet 2023, khi đang di chuyển, nếu không bật điều hòa mà mở kính xe, thì ở các cửa gió điều hòa phả ra khí nóng khá khó chịu. Đó có phải là bình thường không? Và thay vì phải đóng các cửa gió điều hòa thì có cách nào khác không? Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Nếu không đóng cửa gió điều hòa, quý vị hãy điều chỉnh công tắc nhiệt độ về mức thấp thì sẽ khắc phục được vấn đề. Lý do là vào những lúc nhiệt độ ngoài trời không quá cao, mức chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài sẽ không rõ rệt. Hệ thống kiểm soát sẽ có lúc đưa nước nóng vào dàn sưởi và phả hơi nóng vào khoang cabin. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Tiến Chóe. Xe của tôi Kia Morning đời 2011, khi nổ máy bật điều hòa, xong tắt điều hòa thì máy cũng tắt luôn. Vậy xe của tôi bị hỏng bộ phận nào? Cho tôi lời khuyên để tôi biết đường sửa chữa. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Thường thì khi bật điều hòa, bộ phận bù ga sẽ bù thêm để máy không bị đuối khi phải có tải. Khi tắt điều hòa thì máy sẽ nhẹ tải hơn và khó chết máy. Xe của quý vị lại đang xảy ra theo chiều hướng ngược lại, nên có thể hệ thống bù ga đang bị lỗi. Quý vị hãy đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra lại hệ thống này bằng máy chuyên dùng. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Bá Thăng. Xe mình Tucson 2011, máy xăng số tự động, đã đi 18 vạn km, nhiều lúc đạp ga bị lịm máy, nhả ga đạp lại thì lại được. Trước đây thỉnh thoảng mới bị, gần đây thì bị thường xuyên hơn. Vô hãng test không ra bệnh, mong Tiếp Ca cho lời khuyên. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Hiện tượng đạp ga máy lịm là hiện tượng thiếu xăng, nguyên nhân thường là do vài lý do sau đây. 1. Do bơm xăng yếu, lọc xăng bẩn. 2. Là do cảm biến đo gió kém, đo sai. 3. Là do cảm biến oxy hỏng, đo sai. Quý vị nên kiểm tra lại từng phần để loại trừ theo thứ tự nêu trên. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hoàng Việt. Xe em Honda City 2022 RS có cách nào độ phanh đĩa sau như đời 2023 hay không? Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Việc độ hay nâng cấp hệ thống phanh sau từ phanh tăng trống lên phanh đĩa là hoàn toàn có thể khả thi. Vấn đề là quý vị phải tìm được gara hoặc xưởng cơ khí đủ trình độ và kinh nghiệm để đạt tiêu chí về mặt kỹ thuật. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hùng. Em được biết nếu thay đổi thông số lốp và la răng thì phải thay đổi luôn bộ vi sai. Em xem YouTube nước ngoài thì thấy họ thay đổi tỷ số truyền các bánh răng trên vi sai cầu trước và cầu sau trên dòng Jeep Wrangler. Ví dụ, tỷ số truyền tiêu chuẩn trên lốp zin là 3.73. Lốp lớn hơn cỡ 37 chẳng hạn thì tỷ số truyền là 4.71. Thay đổi như vậy có phù hợp trên tất cả các dòng xe hay không? Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Kích thước lốp xe đã được nhà sản xuất tính toán kỹ để phù hợp với mục đích thiết kế của xe, đồng thời đồng bộ hóa với thông số trên bảng đồng hồ. Dù bất kỳ xe gì, thay lốp lớn hơn so với nguyên bản cũng sẽ làm sai lệch sức kéo và đồng hồ tốc độ. Với dòng xe 4x4 nói chung, khi thay lốp có đường kính lớn hơn so với lốp nguyên bản thì nên thay bánh răng cầu có tỷ số truyền thấp hơn để phù hợp với lốp kéo. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Trương Mạnh Tuấn. Xe em EcoSport 2018 1.5 AT bản hộp số mới đã đi được 8 vạn km. Vừa rồi em thay dầu hộp số thì gara báo hết 4 lít.
còn dung tích dầu hộp số là 9,3 lít theo sách hướng dẫn sử dụng. Bên gara nói là mới thay phần hệ thống bánh răng, còn bên trái bí thì chưa thay. Cho em hỏi thay một phần như vậy có sao không? Có cần thay toàn bộ dầu hộp số không? Và chạy tới khi nào cần thay thế tiếp? Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Với loại số thủy lực của EcoSport, muốn thay triệt để dầu trong hộp số và bộ biến mô thì quý vị phải dùng máy tuần hoàn thì mới đẩy được toàn bộ dầu cũ ra, nhưng sẽ rất tốn dầu, khoảng 20 lít. Nếu thay theo cách thông thường bằng rốn xả thì phải xả hết trong các te khoảng 4 lít, rồi bơm dầu mới vào, nổ máy cho hòa trộn, rồi lại xả lần 2. Lúc đó dầu trong biến mô tuần hoàn ra các te, rồi xả lần 2 và bơm lại dầu mới. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hoàng Anh. Xe em VinFast Lux A 2.0 đã đi được 81.000 km, thì ngoài bảo dưỡng trong hãng ra, mình cần bảo dưỡng chuyên sâu hay đại tu bên ngoài như thế nào? Ví dụ thay cao su chân máy. Vì các mục chuyên sâu này em không thấy có trong hãng, mong anh giải đáp giúp. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Hầu hết các hãng đã cung cấp đầy đủ thông tin những gì quý vị cần quan tâm đến xe qua các lần bảo dưỡng định kỳ. Ngoài ra, khi đi bảo dưỡng, cố vấn dịch vụ sẽ kiểm tra xe để phát hiện xem có gì bất thường hay không. Nếu có gì bất thường thì mới kiểm tra và thay thế, chứ không tự nhiên đè ra để thay. Chẳng hạn, má phanh mòn gần hết mới thay, chân máy chân số bị dập và không còn hấp thụ được rung động thì mới thay. Vì vậy, quý vị cứ bảo dưỡng định kỳ đầy đủ như hãng khuyến cáo là hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hải Băng. Xe em i10 2019 đi được 2,7 vạn km. Sáng nay khi khởi động một lúc vào số R hoặc D thì xe không di chuyển, phải nhấn ga một tí thì xe mới di chuyển, nhưng có tiếng kêu cục một cái, kiểu như bị dắt móc số P. Mặc dù xe đỗ ở sân bằng phẳng không dốc, khi dừng xe em đều về N, phanh tay, về P, mong nhận được tư vấn từ tiếp ca. Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này như sau. Với biểu hiện mà quý vị mô tả, có thể xe của quý vị không bị bệnh gì cả. Nguyên nhân là do trước đó phanh bị ướt do rửa xe hoặc do mưa. Khi về đến nhà, phanh chưa khô hẳn thì quý vị đã đỗ xe và kéo phanh tay. Sau khi đỗ xe qua đêm, má phanh tay bị dính, gây ra hiện tượng đó. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nam Dương. Xe em Chery Tigo 7 đời 2023, máy 1.5 turbo, hộp số CVT, mới đi 10.000 km. Khi xe di chuyển thì phát ra tiếng kêu rè rè từ khoang động cơ khi tua máy đúng ở mức 1.500 vòng một phút. Khi đạp ga ở vòng tua khác, ví dụ như là nhỏ hơn 1.500 hoặc lớn hơn 1.500 thì không còn nghe tiếng rè nữa. Khi xe dừng tại chỗ thì không còn nghe tiếng rè rè ở vòng tua 1.500 vòng một phút. Tiếp qua có thể chẩn đoán là bệnh gì? Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này như sau. Thông thường với bất kỳ chiếc xe nào, khi tiếng kêu chỉ xuất hiện ở dải vòng tua nhất định thì nguyên nhân sẽ nằm ở bên ngoài động cơ. Đó có thể là tiếng kêu của tấm ốp chống nóng cổ xả hoặc một chi tiết nào đó trong khoang máy bị lỏng, gây ra hiện tượng rung cộng hưởng khi động cơ hoạt động. Để xác định chính xác, tránh sửa nhầm, quý vị nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để được kiểm tra trực tiếp. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Phước Tài. Xe mình Suzuki Celerio 2019 đã đi 6 vạn km, bị hiện tượng máy lạnh chạy rồi ngắt thất thường bất kể thời tiết hay điều kiện hoạt động, ngắt lúc nào không hay. Mình để max AC, có khi trời rất nóng mà máy lạnh ngắt cả phút. Khi máy lạnh hoạt động thì cả lốc lạnh lẫn quạt gió đều hoạt động, lúc ngắt thì cả hai đều cùng ngưng. Mình đã mang xe ra hãng để đo áp suất ga, thấy bình thường. Motor quạt gió vẫn đang hoạt động tốt, trổ than còn 50%. Tiếp qua có thể tư vấn xem mình bị bệnh gì. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Hiện tượng máy lạnh đóng ngắt thất thường, không theo quy luật nào mà các bộ phận cơ khí vẫn đang đảm bảo, thì quý vị hãy nghĩ đến việc phần điện điều khiển của hệ thống đang gặp sự cố. Quý vị cần có thiết bị chuyên dùng để kiểm tra xem cảm biến đo nhiệt độ của dàn lạnh có bị hỏng hay không, cảm biến đo áp suất có bị vấn đề gì không. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Tín Đoàn. Nhiều loại xe SUV hay COV có chế độ dẫn động hai cầu toàn thời gian AVKD nhưng không có khóa vi sai hoặc chế độ địa hình. Như vậy, khi di chuyển qua những cung đường khó khăn hoặc cung đường địa hình khó thì có những hạn chế gì so với xe có khóa vi sai hoặc chế độ địa hình hay không? Mong tiếp ca giải đáp giúp. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Chế độ dẫn động AVKD mà không có chế độ địa hình hoặc khóa vi sai thì sẽ bị hạn chế hơn so với loại dẫn động có khóa vi sai hoặc xe có chế độ địa hình khi đi trên đường gập ghềnh phức tạp. Chẳng hạn, khi một trong hai bánh xe bị lọt hố hoặc bị treo thì bánh xe đó sẽ bị trượt và quay tròn, trong khi bánh xe còn lại có độ bám tốt thì lại nằm im, vì trong bộ vi sai không có khóa hoặc không có chế độ kiểm soát chống trượt khiến xe không thể vượt qua chướng ngại vật. Còn với xe có khóa vi sai hoặc AVKD có chế độ địa hình thì khi một bánh mất độ bám, lực sẽ được truyền tới các bánh còn lại trên cùng một cầu, giúp xe vượt qua chướng ngại vật dễ dàng hơn. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Ngô Minh Tuấn. Xe em Ford EcoSport 2018 bản số sàn, em có 3 câu hỏi. 1. Khi bỏ ga,
Xe chạy theo quán tính thì động cơ có tiếng réo véo véo như gió, nhưng khi ga lên thì lại hết kêu, vậy sẽ bị gì? 2. Xe em khi đề thi thoảng bị nghẹn một cái xong mới lên, kiểu như bị kéo nặng ấy, chứ không phải là khó nổ, cũng không phải do ắc quy, vì để qua đêm có khi đề rất mượt, vậy nguyên nhân do đâu? Câu 3. Em mua xe cũ nên không biết chủ cũ bảo dưỡng ra sao, giờ em mang đến hãng thì hãng có cho xem tất cả những lần bảo dưỡng trước đó hay không? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. 1. Với những tiếng kêu khó đoán thì quý vị nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra trực tiếp mới tìm được nguyên nhân chính xác. 2. Khi xe đề khó lúc máy nóng thì quý vị nên kiểm tra bảo dưỡng lại cụ đề và kiểm tra kỹ lại phần dây cấp nguồn âm và dương. 3. Quý vị đưa xe vào hãng, nếu có lịch sử sửa chữa ở đó thì đương nhiên là hồ sơ vẫn được lưu giữ và xưởng dịch vụ sẽ cung cấp đầy đủ cho quý vị. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Quang Nhật. Cho mình hỏi lốp run flat có nên tráng thêm lớp cao su non chống đinh nữa hay không? Và nếu tráng thêm như vậy, bánh xe nặng thêm thì có gây nguy hiểm, mất an toàn khi xe chạy tốc độ cao trên cao tốc hay không? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Việc tráng keo chống đinh sẽ khiến cho một chiếc lốp thông thường nặng gần tương đương với một chiếc lốp run flat có cùng thông số kích thước. Trong khi đó, bản thân những chiếc lốp run flat đã nặng hơn khoảng 20% so với lốp thông thường. Nên nếu tráng thêm keo chống đinh sẽ làm cho lốp càng nặng hơn. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng vận hành xe, quãng phanh và một số yếu tố khác của hệ thống gầm, tùy theo điều kiện đường xá. Vì vậy, quý vị hãy cân nhắc kỹ trước khi tiến hành với lốp run flat. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn NDS. Em sử dụng xe Suzuki XL7, đã đi được hơn 4 vạn km. Xe em thỉnh thoảng bị tình trạng vòng tua cao hơn thông thường, từ 200 đến 300 vòng một phút. Chẳng hạn, thông thường là 2.000 vòng một phút ở tốc độ 80 km/h. Nhưng thỉnh thoảng, xe bị đẩy lên khoảng 2.300 vòng một phút ở tốc độ 80 km/h. Lúc này, em dừng xe, tắt máy, rồi bật lại chạy tiếp thì vòng tua lại quay lại bình thường. Tiếp theo cho em hỏi là hiện tượng này có phải lỗi hay không? Em xin cảm ơn. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Nếu xe chưa hết bảo hành thì quý vị nên đưa xe đến xưởng dịch vụ chính hãng để được kiểm tra và được bảo hành. Hiện tượng trên rất nhiều khả năng hộp số xe của quý vị đã gặp vấn đề trượt bên trong. Tuy nhiên, với xe trang bị hộp số tự động, trong một vài trường hợp, nếu đang leo dốc với vòng tua cao hoặc người lái liên tục đạp sâu ga, rồi hộp số sẽ bị nóng, cũng sẽ xảy ra trường hợp đó. Khi đó, cách nhanh nhất là dừng xe, tắt máy, nghỉ một lát và khởi động lại để hệ thống thiết lập lại trạng thái. Trường hợp này là hoàn toàn bình thường, không phải là lỗi. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Thiện. Xe mình Kia Rio sedan số tự động đời 2016, mình cải tạo thành xe tập lái. Khi thực hiện các bài ghép hình, học viên thường đánh vô lăng khi xe chưa lăn bánh nên xe tự động khóa vô lăng. Cho mình hỏi có cách nào bỏ cơ chế khóa vô lăng này không? Cảm ơn nhiều. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Trong cơ cấu ổ khóa xe của quý vị có một chốt khóa cổ được lò xo luôn đẩy để khóa an toàn trong một số trường hợp. Khi cắm chìa, bật ổ khóa lên thì chốt này sẽ được hãm ở vị trí mở chốt. Vì vậy, quý vị chỉ cần hiểu được hệ thống, tháo được ổ khóa ra là có thể loại bỏ được chốt khóa cổ. Quý vị có thể mang xe tới xưởng dịch vụ để được hỗ trợ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hải. Em có nằm vùng hội Subaru, thấy các bác ấy có món độ là két giải nhiều hộp số CVT. Giá tham khảo là tầm 2,5 triệu. Em có thắc mắc là công dụng của thứ đó là gì và nó có thể lắp cho các loại xe khác dùng hộp số CVT hoặc hộp số có cấp hay không? Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này như sau. Trong một số trường hợp vận hành, chẳng hạn như leo dốc cao và tải nặng, hộp số phải chuyển cấp liên tục thì sẽ bị nóng. Két giải nhiệt sẽ giúp hạ nhiệt của dòng hộp số. Hộp số CVT thường hay dễ nóng hơn. Nếu được giải nhiệt tốt, hộp số sẽ tránh được các hỏng hóc do việc quá nhiệt gây ra. Kết cấu khoang máy của mỗi loại xe có thể khác nhau nên quý vị muốn trang bị thêm thì cần khảo sát cụ thể. Còn với các xe vận hành trong điều kiện bình thường, người lái biết cách sử dụng chế độ thể thao khi leo đèo dốc và tải nặng thì không cần phải lắp. Và cuối cùng là câu hỏi của quý vị Quách Trường Phú. Xe em Toyota Rush 2019 đi được 40.000 km. Em đi bảo dưỡng thì hãng báo bị chảy dầu thắng sau bên phải. Hãng khuyến nghị thay xi lanh phanh sau. Cho em hỏi là xe em bị như vậy có nguy hiểm hay không? Và mình thay bên ngoài được không? Xe hết bảo hành tháng 1 năm 2024. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Quý vị nên thay xi lanh phanh theo khuyến cáo của hãng vì phanh là bộ phận an toàn. Nếu xi lanh phanh bị hở, mất áp dầu phanh, sẽ có lúc quý vị đạp phanh mà xe vẫn lao đi, cực kỳ nguy hiểm. Thay ở hãng thì quý vị có thể yên tâm với chất lượng phụ tùng. Thay bên ngoài thì quý vị phải kiểm tra được chất lượng phụ tùng vì tiền nào của nấy. Như vậy là quý vị vừa theo dõi toàn bộ các câu hỏi trong phần hỏi đáp số 76. Hy vọng rằng video vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa xe.
Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ khi chúng tôi có video mới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.